Kế đến lại là một cái câu chuyện khá là hay, Duy được kể lại từ một bạn nữ. Bạn này cũng là một cái bạn rất là quen của kênh chúng ta rồi. Bạn này làm cái nghề trang điểm và make up cho cô dâu. Hầu như là những câu chuyện bạn gửi về đều là kể trên cái con đường bạn đi làm nghề không hà. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng là một câu chuyện trong số đó. Bạn kể thì cái lần đó bạn cũng đi trang điểm cho cô dâu, nhưng mà cái lần này về khá là tối, rất là khuya luôn, mà phải chạy trong cái con đường nó lạ, mà nó xa, nó vắng nữa, không phải là cái đoạn đường gần nhà của bạn đâu. Khi đó bạn chạy đó là chạy hai chiếc xe máy, bạn cùng với một cái con nhỏ bạn nữa, hai đứa chạy cặp kẽ nhau vậy nè. Đang chạy trên cái đoạn đường vắng đó thì bất ngờ thấy bên cái ven đường đó có một cái bà đàn bà. Bà đứng bên đó, bà cứ đưa cái tay á, bà ngoắc ngoắc vậy nè, bà cứ đợi có gian, kiểu là bà xin lên cái xe chở bà về nhà giùm vậy đó. Là một cái đứa rất là sợ ma, với lại cũng nghe chuyện ma khá là nhiều, thành ra chạy xe trên cái đoạn đường vắng mà gặp một cái bà này lạ quắc lạ quơ ngoắc mà đòi lên xe của mình nữa thì bạn rất là sợ luôn. Bạn cũng thấy bà đó vừa ngoắc vậy nè mà một cái tay kia bà ôm cái ba lô trước ngực của bà vậy đó, cũng quá là sợ đi, đâu có dám ghé lại chở bà đâu. Hai đứa cũng lầm lũi lướt qua cái chỗ của bà luôn. Khi mà hai đứa yển cái xe chạy hút qua cái mặt của bả rồi đó thì cũng có tò mò nhìn qua cái kính chiếu hậu á, thì cũng thấy bả nữa. Thấy bả là bả cứ từ từ bả bước đi gì nè. Lúc đó thì cũng hơi nhẹ nhõm rồi, tại vì nghĩ á chắc cái bà này là người chứ không phải là ma đâu. Thôi thì mình lỡ rồi, mình chạy tiếp đi, không có mình chở bả thì một hồi cũng có người khác ta cho bả có gian à, đâu có gì đâu lo, với lại mình với bả đâu quen biết gì đâu. Thế là hai đứa cũng chạy tiếp, nhưng mà xui một cái chạy được một đoạn nhỏ nữa thôi bắt đầu hai cái chiếc xe nè nó bị lủng bánh, mà hai chiếc xe nha bị lủng bánh và xẹp bánh cùng một lượt luôn mới là chuyện. Đứng giữa cái tình cảnh đó là hai đứa không biết phải làm cái gì luôn, tại vì rất là sợ rồi. Hai bên á cũng có nhà nhưng mà lưa thưa dữ lắm luôn, cây cối không gì đó, mà bây giờ trời nó cũng quá là tối nữa, không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ cũng ráng bấm bụng dắt cái xe này tới đâu thì tới, cứ ráng đi kiếm hoài coi có cái nhà nào người ta sửa xe hay không. Hên một hồi tới cái nhà đó cũng có cái tiệm sửa xe, rồi hai đứa mới dắt cái xe quẹo vô cái nhà của người ta. Nhưng mà hai đứa thừa biết giờ này người ta cũng đóng cửa rồi, đâu có ai mở cửa tiệm giờ này đâu. Thôi bây giờ cũng ráng đi, lấy hết can đảm của mình đập cái cửa người ta, kêu người ta ra sửa xe cho mình lẹ đi, chứ bây giờ cái tình huống này là không thể nào ở đây được nữa. Sau một hồi kêu lớn kêu quá trời kêu thì ở trong mới mở cửa ra, đó là một cái chú khá lớn tuổi, ổng là chủ tiệm sửa xe này luôn nè. Ổng hình như đang ngủ hay gì đó, ổng mới bực bội rồi, ổng hỏi là hai đứa bay từ đâu tới mà tao nhìn thấy lạ dữ vậy, mà đi đâu ngang khúc này giờ này để mà bây giờ bị hư xe kêu cửa vậy. Hai đứa nghe vậy thì cũng giật mình, mới trả lời là trời ơi tụi con đi làm trang điểm cho cô dâu mà bây giờ đi khuya quá không biết làm sao, hai cái xe của tụi con nó bị lủng bánh cùng lúc hai chiếc luôn chú, không biết có cái gì không. Thôi bây giờ chú ráng chú sửa giùm tụi con đi để mà cho tụi con đi lẹ, bao nhiêu tiền thì tụi con cũng trả cho tụi con cho tiền chú uống cà phê. Thấy hai đứa tội nghiệp quá thì bây giờ bắt buộc ổng cũng phải làm giùm thôi, chứ đâu còn cách nào khác nữa đâu. Ổng nói kêu thôi tụi bay dắt xe vô tiệm đi rồi ngồi ghế đợi một chút. Vừa mở chiếc xe ra làm đó thì ổng mới hỏi, ổng nói là tao thấy tụi bay bị hư xe giờ này là tao cũng biết rồi, hồi nãy giờ có thấy gì không. Lúc đó thì bạn mới giật mình rồi, bạn mới nói thiệt luôn, bạn nói là chú hồi nãy tụi con chạy ngang á, tụi con có thấy là cái bà đó bà ôm cái ba lô này nè, bà ngoắt tụi con lại, bà định là có gian hay sao á mà tụi con sợ quá à, không có cho bà leo lên xe. Ổng mới trả lời tỉnh bơ à, ổng nói phải rồi đó, nó đó, tụi bay gặp nó là tụi bay biết rồi đó, mà hên cho hai đứa bay á là tụi bay không cho con nhỏ này nó leo lên xe đó, chứ cái con nhỏ này á nó lộng hờn nguyên cái xóm của tao dữ lắm luôn, hầu như là ngày nào nó cũng nhát hết trơn á, mà đứa nào lạ chạy ngang khúc này nó nhát, nó đòi lên xe vậy đó, đứa nào mà không cho nó có gian đó nó sẽ hại, nó khiến cho hư xe này nọ vậy đó, mà hai đứa bay không cho nó có gian á chắc chắn nó sẽ làm cho lủng bánh. Ông chú này ông mới nói thêm á, bây giờ là đỡ rồi đó, chứ hồi trước á nó còn lộng hành nó nhát dữ hơn nữa, nó còn đi chung với một cái thằng nữa. Hai đứa nó ngày xưa đó là nhát cái ông chèo đò gần nhà tao nè, tụi nó nhát ổng rồi nhấn nước ổng xuống sông luôn kìa. Khi mà hai đứa nghe ổng nói xong đó là xanh mặt mày hết trơn rồi, tại vì nghĩ lại cái hình ảnh của cái người đàn bà hồi nãy, biết chắc chắn mình đã vừa gặp cái gì rồi đó. Nhưng mà nhớ lại cái câu chuyện của ổng mới vừa nói, không biết cái câu chuyện đó là như thế nào, cho nên cũng năn nỉ ổng, thôi chú kể tụi con nghe đi, tại vì giữa cái không gian vắng lặng bốn bề vậy đó, chỉ có ba chú cháu ngồi đây thôi, ổng cũng kể luôn cho hai đứa nghe. Chú này ổng mới kể, cách nhà của ổng tầm khoảng vài căn à, nhà đằng kia đó có cái bến đò, mà ngay chỗ bến đò có cái nhà của ông Tư, ổng là cái người chèo chiếc đò này. Cái bữa hôm đó cũng rất khuya rồi, ông Tư ổng đang ngủ trong nhà đó thì tự nhiên ổng mới nghe một cái tiếng kêu cửa, ai mà đứng ở ngoài đập cửa ổng quá trời luôn, vừa đập mà vừa kêu nè, cứ kêu chú Tư ơi mở cửa con đi chú Tư, kêu hoài đó thì ổng bực bội. Ổng ra ổng mở cửa, ổng mới thấy là có một cái người thanh niên mặc cái áo thun màu trắng, một cái quần sọt, đội cái nón kết mà cái đội lụp xụp vậy nè, ổng không biết rõ mặt mũi là ai. Chưa kịp hỏi han gì hết á thì cái người thanh niên này mới hỏi là ủa chú ơi giờ này chú có đưa đò cho chú. Ổng mới nhìn lại cái đồng hồ trong nhà của ổng á, giờ này mới có 3 giờ sáng à, thành ra ổng mới nói với cái anh này á, mới có 3 giờ hạ đò chưa có chạy mày ơi, 5 giờ sáng mới chạy, ủa mày làm gì mày đi gấp dữ vậy. Mà cái anh thanh niên này á hớt ha hớt hải lắm luôn kìa, ổng mới nói con đi làm chú ơi, mà con đi làm sớm quá hà, thôi bây giờ á chú chở con đi đi, nhiều tiền con cũng trả hết trơn á, chú ráng chú giúp con nghe. Ổng nghe vậy thì thôi cũng bấm bụng chở thanh niên này qua sông luôn. Thanh niên này á mới trả tiền cái cuốc đò đó là tới 50.000 lận.
Và rồi sau khi nhận tiền, cũng bắt đầu lấy cái máy ra chạy chiếc ghe này rồi đó, thì thanh niên này cũng bước xuống cái chiếc đò. Bước xuống rồi, ngồi ngay tại cái mũi đò, ngồi hoài đó vậy đó, mà cái nón cứ sùm sụp vậy nè, thành ra là ổng không có nhìn rõ được cái mặt của thanh niên này là ai cả. Sau khi mà chú Tư, ổng giật cái máy của chiếc đò này rồi đó, ổng cũng chở cái thanh niên này qua tới bờ bên kia. Nhưng mà khi cái chiếc đò cập bến rồi đó, thanh niên này vẫn ngồi lì ở đó, mà ngồi xoay cái lưng lại với chú Tư, ổng cũng chưa nhìn thấy được mặt luôn. Cái mặt của anh này thì cứ hướng lên nhìn lên trên bờ không à, ngồi đó hoài không chịu bước lên. Thành ra mới quạo, ổng mới nói: "Ê mày, tới rồi sao không chịu bước lên đi, lẹ đi, tao về tao còn ngủ nữa." Cho tới khi mà ổng lan vậy đó, thanh niên này mới đứng lên từ từ rồi bước lên bờ, mà đi nhẹ nhàng lắm luôn kìa. Khi mà cái thanh niên này đã bước hẳn lên bờ rồi đó, bắt đầu chú Tư ổng mới lôi chiếc đò này ra và chuẩn bị chạy về nhà của mình. Nhưng lúc đó thì thanh niên này mới đứng với nói chú Tư làm: "Chú ơi chú, ngày mai giờ này con cũng đi đò nữa nghe chú, chú nhớ chờ con nghe." Nghe xong thì chú Tư ổng cũng nổ máy ổng chạy. Nhưng mà vừa chạy được có chút xíu à, ổng quay lại ổng ngoái nhìn thì không thấy cái thanh niên đâu cả, mất tiêu rồi. Khi mà chạy đò về tới nhà của mình rồi đó, chú Tư ổng cũng móc cái tờ 50 ngàn này ra, ổng bỏ vô cái lon đựng tiền đưa đò của mình đó, ổng để vô đó rồi bắt đầu ổng cũng lên giường ổng ngủ tiếp. Qua tới sáng ngày hôm sau, đúng 3 giờ sáng thì cái thanh niên này cũng kêu cửa và cũng đưa đò như là ngày hôm trước cho tới cái ngày thứ 3. Cái đêm hôm đó chú Tư ổng cũng đang ngủ, rồi ổng cũng bất ngờ nghe được cái tiếng kêu cửa của anh thanh niên này, nhưng mà nó sớm hơn 2 ngày hôm trước, tại vì giờ đó chỉ có khoảng 1 giờ hơn thôi à. Ổng vừa mở cửa ra thôi thì thấy cái anh này có dẫn thêm một cái cô gái nữa. Nhưng nhìn lại cái cơ thể của anh này thì ngày hôm nay sao mà ghê dữ vậy, cái mình toàn là dính sình dính bùn không à, nó dơ giấy muốn chết, còn tay chân thì đầy vết thương luôn, như là mới bị té xe hay sao đó. Và cái điều đáng chú ý, cái anh này ngày hôm nay vẫn đội cái nón, đội lụp xụp mà cứ cúi đầu xuống hoài nè, ổng cũng không hề thấy mặt của anh thanh niên này. Cái cô gái đứng kế bên thì ôm một cái bị đồ, mặc nguyên cái bộ đồ màu đen luôn. Ổng cũng hết hồn rồi, ổng mới hỏi là sao mà người ngợm mày thấy ghê dữ vậy, mà ngày hôm nay mới có 1 giờ mấy à, sao mày đi sớm vậy. Rồi cái anh này trả lời mà cái giọng rất là run nha, kiểu như là đang đau đớn hay sao đó. Ổng mới là: "Thôi bây giờ chú ráng giúp giùm con đi, lẹ đi chú chở con đi lẹ đi, tại con mới bị người ta dí người ta quýnh, rồi con nhỏ bạn gái con nó chở con đi bệnh viện giùm, mà bây giờ phải qua xong, thôi chú ráng giúp con đi." Thì chú này cũng lòng tốt mà, ổng cũng lật đật vô nhà đem cái đèn đỡ đầu đỡ lên trên đầu, rồi cũng xuống nổ máy kêu hai người này lên trên môi ngồi đi, rồi tao chở cho qua xong lẹ đi bệnh viện. Rồi ba người cùng nhau bước xuống cái đò này, chú Tư ổng xuống trước, hai cái người đó ngồi ngay trước mũi đó, cũng không nói chuyện gì nhau cả, im ru bà ru ngồi đó. Ổng cũng chạy ra tới giữa sông thì bất ngờ cái máy nó kêu tạch bắt đầu nó dừng hẳn luôn, mà cứ giật hoài nó không có nổ máy, rất là kỳ. Khi đó là đang lên trên giữa sông, chú Tư cũng không biết phải làm sao hết trơn ổng cũng đang lay hoay tìm đường để mà giật cái máy này, giật hoài có nó có nổ hay không. Đang lay hoay giật vậy đó thì cái cô bạn gái của anh này nè đang ngồi trên ghe nó bất ngờ cổ mới nhảy xuống sông, nhảy xuống một cái đùng luôn. Ổng mới buông cái máy này ra, ổng chạy ra ngoài đó để mà ổng nắm tay cô gái này, kéo cô gái này lên, nhưng mà cô gái này đang nhảy xuống sông rồi, cứ chới giới chụp hoài gì nè. Chú Tư ổng cũng ráng cúi cái người xuống để mà kéo cô gái này lên, nhưng mà cô gái này cứ cứng nhắc như là có ai đang ghìm cô gái này xuống vậy đó, kéo hoài kéo không có lên. Còn ở trên bờ cái thanh niên này nè đang đứng trên mui mà không hề làm gì cả. Một lúc sau thôi, cái thanh niên này bất ngờ dùng cái tay nhấn cái đầu của chú Tư xuống nước luôn. Trời, không biết cái hành động lúc đó là tại sao nữa. Ổng chưa kịp hoàn hồn nữa thì cái thanh niên này cứ đưa hai cái tay nhấn cái đầu ổng xuống nước. Còn ở dưới sông cái cô gái này bắt đầu trồi lên, dùng hai cái tay kéo hai cái giò của chú Tư lôi ổng xuống nước luôn. Cái cảnh tượng này phải nói là hồi đó giờ, từ nhỏ tới lớn ông chú Tư ổng mới gặp phải luôn đó. Trong khi mà cái thanh niên này dùng hai cái tay nhấn đầu của ổng xuống, cái thanh niên này cứ chửi ổng, cứ rủa ổng nói: "Tao cho mày chết nè, tại sao mà mày không cứu tao? Cái ngày hôm đó mày ra mày cứu tao là tao sống rồi, tại sao vậy chứ? Tại sao mày bỏ mặt tao? Bây giờ mày làm tao chết oan chết ức vậy nè, đêm nay tao nhấn nước cho mày chết luôn." Vừa nói mà cái miệng vừa ngấu nghiến vậy nè, một tay thì nhấn cái đầu ổng, ổng cứ đưa cái đầu lên đưa đầu xuống vậy nè, cô gái kia thì kéo ổng. Một hồi chú Tư ổng rớt cái bẩm xuống sông luôn. Chú Tư ổng nói khi đó cái người của ổng nó cứng đơ cứng ngắc như là bị giật bẻ vậy đó, ổng rớt xuống sông rồi, còn cái tay của ổng vẫn cố gắng bám cái thành của cái xuồng này nè để mà leo lên xuồng. Nhưng mà càng cố gắng bám cái thanh niên này trên bờ càng gỡ cái tay của ổng ra, dần dần cái tay của ổng vậy nè, cho ổng buông cái tay ổng ra. Trong lúc mà ổng gần tắt thở rồi, gần không chịu nổi nữa rồi thì ổng rơi vào cái trạng thái vô thức, ổng không biết gì nữa cả. Một hồi sau khi tỉnh dậy thì thấy là ổng đang nằm trên cái chiếc ghe của ổng rồi. Khi mà định thần lại thì mới biết hồi nãy giờ ổng đã được hai cái ông đi chạy lưới. Hai cái ông chạy lưới đằng kia đó, hai ổng là người chăm. Ổng đi chạy lưới thì ổng mới thấy đằng này sao mà la làng quá trời, rồi có người nhảy xuống sông nữa. Cho nên hai ông kia đó mới chạy ra đây thì mới thấy là cái ông Tư đưa đò, ổng bị rớt xuống sông rồi, hai ổng mới cứu và đưa chú Tư lên đò. Thành ra lúc này trong cái chiếc ghe của chú Tư chỉ có 3 người thôi, chú Tư và hai cái ông người chăm đi chạy lưới đó. Nói chung là hồi đó giờ chú Tư ổng cũng gặp ma quỷ rất nhiều, nhưng đây là cái trường hợp lần đầu tiên mà nó hại tới tính mạng của ổng luôn. Thành ra ổng quá là sợ, ổng cứ run cầm cập vậy nè. Ổng năn nỉ hai cái ông chạy lưới kia: "Thôi bây giờ ráng chạy cái chiếc đò của ổng, đưa ổng về nhà giùm đi, chứ ổng về nhà không có nổi nữa rồi." Người ta cũng chở ổng lên tới nhà, rồi hai cái ông kia cũng quay lưng bỏ đi. Nhưng mà trước khi đi xuống sông đó, hai cái ông kia mới nói chú Tư là: "Hồi nãy tụi tôi nhìn là tụi tôi biết hết trơn rồi, ngày mai tụi nó còn quay lại tìm ông nữa đó. Nhưng mà lần sau không có hai đứa tôi nghĩ chắc ông chết thiệt quá."
Nghe tới đó thôi là chú Tư ổng càng sợ hơn nữa. Thôi thì bây giờ ổng ráng cầu xin hai cái ông người chăm này có thể giúp đỡ ông được không. Tại vì hồi đó giờ ổng cũng biết người chăm người ta giỏi bùa ngải ma quỷ lắm. Nhưng hai cái ông này từ chối thẳng luôn, tụi tôi không có làm được, tại vì tụi tôi không có liên quan trong cái vụ này. Thôi ông tự lo liệu đi. Rồi người ta cũng bước xuống xuồng đi câu lưới tiếp. Khi đó là run cầm cập gì nè, bước vô nhà tắm một chút xíu rồi bắt đầu lao mình cho khô lên giường nằm ngủ. Ông cũng khóa cửa cẩn thận nha, không có dám để một cái tiếng động nào xảy ra cả. Mà nếu bây giờ có ai gõ cửa chắc ông cũng không dám mở cho người ta đâu, tại vì sợ dữ lắm rồi. Ông vừa nằm mà ông vừa suy nghĩ. Ông nói ủa sao kỳ vậy trời, sao mà người ta về người ta hại mình dữ vậy. Tụi nó có thể xô mình xuống sông để muốn mình chết, mà mình có làm gì gây thù chuốc oán với ai đâu. Nằm suy nghĩ một hồi thì bắt đầu ông mới nhớ ra một cái chuyện. Chuyện là cách đó một thời gian cũng rất là lâu rồi, ở cái đoạn đường này nè, ngay trước nhà của cái ông Tư đưa đò luôn, có xảy ra một cái vụ án mạng. Đó chính là vào giữa khuya, tầm khoảng 1 giờ đó, thì có một cái nhóm thanh niên không biết là có bất đồng, gây lộn gây lạo gì nhau hay không đó. Thì cái nhóm thanh niên này nè mới chặn đầu và tạt đầu xe của một cái đôi nam nữ đang chạy xe trên cái đoạn đường này. Sau khi bị tạt đầu xe xong rồi thì cái đôi nam nữ này cũng bắt buộc phải dừng cái xe lại và bước xuống xe nói chuyện đối chất với lại cái nhóm thanh niên kia. Không biết nói chuyện như thế nào đó mà xảy ra xô xát rồi đánh lộn với nhau rất là dữ dội luôn. Cái nhóm người kia đó thì có quá nhiều người, trong khi bên này chỉ có hai người thôi, một nam một nữ, thì làm sao mà đánh lộn nổi đây. Và rồi cuối cùng ở cái đoạn đường này đã xảy ra một cái vụ hỗn chiến, đánh đập rất nhiều, đánh người nam đánh người nữ tới nỗi mà gần chết luôn, la lết luôn đó. Nhưng mà do cái khúc đó, thời điểm đó đó là đâu có nhà nhiều đâu, người ta ngủ nghe hết trơn rồi, rất là ít nhà, hầu như là chỉ có 1-2 căn nhà, trong đó có cái nhà của cái chú Tư đưa đò này. Sau khi mà tụi nó hành hung cái đôi nam nữ này xong rồi đó, nó nhìn xung quanh không có người dân nào bước ra coi, bắt đầu cái nhóm người này mới dựng một cái hiện trường giả, đó chính là một cái vụ tai nạn giao thông, nó làm mấy chiếc xe ngã đổ, nó đập bể mấy chiếc xe đó, y chang là một cái vụ đụng xe vậy đó. Khi mà dựng hiện trường này nọ xong rồi đó, tụi nó bắt đầu rời đi. Tới sáng ngày hôm sau luôn, người dân người ta mới hay ở đây có một cái vụ án mạng mà có hai cái xác chết luôn. Trời ơi, rất là thê thảm, sao mà cái người bầm dập hết trơn vậy đó. Nhưng mà cái chi tiết đáng nói ở đây đó chính là khi mà cái sự việc này diễn ra đó, nó xảy ra ngay trước cái nhà của ông Tư đưa đò này luôn. Đêm đó ổng đang ngủ, ổng cũng nghe người ta cự lộn cự lạo nhỏ nhỏ ngoài đường vậy đó, nhưng mà ổng không có quan tâm tại vì ổng cũng đang ngủ ngon mà. Rồi sau khi mà sự việc này nó dứt xong rồi đó, ổng nghe thêm những cái tiếng động rất là lạ. Ổng nghe những cái tiếng lạo xạo mà cào cào nè, như là ai đang kéo cái gì vậy đó. Rồi tiếp theo đó, ổng còn nghe những cái tiếng rên. Mà cái tiếng rên này nó nhỏ nhỏ y chang là cái tiếng mèo con nó kêu vậy đó. Ổng cứ tưởng đâu là con mèo nào nó đẻ con, rồi mèo con nó kêu không à. Ổng cũng không quan tâm, trong cái cơn ngủ ngon mà, ổng kéo cái mền ổng trùm mền, ổng ngủ tiếp. Thành ra tới sáng hôm sau người ta mới phát hiện hai cái thanh niên này đã chết rồi. Và dĩ nhiên là tới sáng ngày hôm sau bà con chòm xóm người ta tụ tập lại cái hiện trường này rất nhiều, công an cũng tới luôn, và rất nhanh chóng người ta đã xác định được đây không phải là một cái vụ tai nạn giao thông, đây là một cái vụ hành hung người khác. Công an người ta cũng đã tìm ra được thủ phạm là ai đã hành hung hai cái người này tới nỗi chết tới như vậy, người ta cũng bắt bỏ tù cái nhóm đó rồi. Còn riêng về cái phần của chú mới suy nghĩ lại, trời ơi, vậy là cái tiếng mà nó kêu cào cào như là ai kéo cái gì hồi tối đó chính là cái băng nhóm kia đã kéo cái xác của hai người này đi ngang trước cửa nhà của chú, thành ra chú mới nghe cái tiếng động vậy đó. Rồi cái tiếng như mèo kêu chính là cái tiếng kêu rên của hai người này trước khi mà chết, tại vì bị đánh quá là nặng đi. Do đó thì chú mới kể lại câu chuyện này cho mọi người trong xóm nghe. Chú kể xong chú mới nói trời ơi, phải chi mà hồi tối tôi không có mê ngủ, tôi ra tôi coi chắc có lẽ tôi cứu được hai đứa này rồi. Quay trở lại đêm nay, khi mà đang trằn trọc suy nghĩ thì ông nói trời ơi, có khi nào do cái bữa đó mình lo ngủ, mình không cứu nó, thành ra bây giờ hai đứa này nó thù mình, bây giờ nó muốn về nó trả thù mình, nó lấy mạng mình không trời. Thành ra là đêm đó ông cũng ráng ngủ. Tới sáng ngày hôm sau ông cũng kể lại cho mọi người nghe, thì người ta mới nói phải rộn Tư ơi, chắc chắn là hai cái đứa này nó về nó trả thù ông đó. Thôi bây giờ ông kiếm gì đó ông mua đồ, ông cúng cho tụi nó đi, kêu tụi nó là đừng có về nhát ông nữa, tại vì ông cũng đâu có muốn vậy đâu. Nhưng mà nghe người ta nói như vậy đó, ông cũng về gom tiền rồi nhờ người xây một cái miếu quan hồn ở trước nhà của ông để mà thờ hai cái người này luôn, hy vọng đừng có về đó mà nhát ông nữa. Tại vì thật ra là ông không biết, chứ không phải là ông không muốn cứu đâu, tại sao về đòi lấy mạng của ông là sao. Hôm đó là ông cũng mua rất nhiều đồ thịnh soạn lắm, bông hoa trái cây nhang đèn đồ cúng cho người ta, mà lâu lâu cũng phải ra đó đốt với tiền vàng bạc, đốt đồ đạt này nọ mới chịu nghe. Tại vì có một thời gian chú Tư ông cũng quên, ông không có cúng. Thì cái thời gian ông không cúng nhà ông liên tục xảy ra chuyện luôn, kiểu như là nóc nhà đó giống như có ai chọi đá lên trển, kêu ầm ầm vậy đó, đêm nào cũng vậy hết. Đưa đò thì đang đưa đò đó, cái đò nó bị chết máy không có chạy được tiếp. Mà cũng kể từ đó, mặc dù đã lập cái miếu ra thờ phượng đàng hoàng rồi nha, nhưng mà ai lạ lạ đi ngang con đường này vào những cái buổi đêm đêm chắc chắn sẽ bị nhát. Mà thường xuyên sẽ thấy một cái người đàn bà ôm cái ba lô đòi quá gian xe của người ta. Ai mà không cho có gian đó thì sẽ khiến cho xe của người ta bị hư, lủng bánh này nọ, làm cho người ta dắt nguyên một cái đoạn đường vắng, rất là nguy hiểm luôn. Do đó sau khi mà nghe cái chú sửa xe này, ổng kể lại là hai đứa toát mồ hôi hột luôn, quá là sợ rồi, mới hứa với nhau thôi lỡ lần này thôi, lần sau mà có đi ngang con đường này đi làm nữa thì thôi né, đi cái đường khác, đi đường vòng mà nó xa hơn, chứ tuyệt đối không có dám đi con đường này nữa đâu.